Bây giờ thì chúng ta sẽ thử, thay vì viết JavaScript thì bây giờ tôi sẽ thử là tôi viết bằng jQuery, xem nó có hoạt động được hay không ha. Thì đương nhiên rồi, để viết được jQuery thì chúng ta phải cần nhúng cái thư viện jQuery của chúng ta vào. Thì ở đây á, thư viện jQuery thì các bạn download ha. Cách download thì tôi không có hướng dẫn lại. Như vậy thì tôi sẽ tạo ra ở đây một cái tập tin. Tên của nó ví dụ như tôi để là jQuery.js. Và cái tập tin jQuery này chẳng qua là những cái mã jQuery thôi. Và các bạn download ở trên mạng về. Thì ở đây cũng là một cái tập tin jQuery mà tôi download trên mạng về và tôi đưa vào đây thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Như vậy khi đã có tập tin jQuery rồi á, thì chúng ta quay lại manifest. Thì chúng ta phải khai báo jQuery thì chúng ta mới dùng được. Như vậy thì tôi sẽ tiến hành bổ sung vào cái phần manifest này. Ở đây thì tôi sẽ enter xuống luôn, để cho chúng ta dễ nhìn ha. Rồi, tôi sẽ đưa vào đây. Có thêm một cái tập tin nữa là jQuery, chính là cái tập tin của chúng ta. Nhưng mà các bạn thấy tôi bố trí là tôi đặt nó thêm vào trong cái folder lib. Bởi vì sau này nhiều khi có những cái thư viện gì đó chúng ta download trên mạng về, những cái thư viện về jQuery, những cái plugin nào đó nó hỗ trợ chúng ta. Do đó để dễ quản lý thì tôi sẽ tiến hành tôi tạo tiếp trong cái folder JS này nè, một cái folder con tên là lib. Sau đó tôi mới đặt cái tập tin jQuery này vào trong cái folder lib của chúng ta. Rồi, ok. Như vậy thì tôi kéo jQuery, sau đó tôi kéo content và tôi quay lại cái content. Đây là mã JavaScript tôi bỏ đi và tôi sẽ thay thành cái mã jQuery của chúng ta ha. Như vậy mã jQuery tôi sẽ đưa vào như thế này. Document ready function. Tôi cũng in ra một cái câu thông báo nhẹ nhàng thôi. Ok. Để check xem rằng cái jQuery của chúng ta nó hoạt động có được hay không. Rồi, tôi quay lại đây. Tôi sẽ reload lại cái extension nè. Quay lại trang zin nè. Refresh lại luôn. Thì rõ ràng ở đây chúng ta kiểm tra ở phần console ha. Đây các bạn thấy nè. Hi hi, nó đã được in ra và in trong cái tập tin content của chúng ta. Như vậy là chúng ta nhúng cái phần security thành công rồi đó. Bây giờ tôi thử nè. Tôi sẽ thử ngay với cái thẻ A. Và với ngay cái yêu cầu của cái extension đầu tiên chúng ta làm là thay đổi font size. Như vậy thì tôi sẽ viết như thế này. Rất là đơn giản. Thẻ A, tôi sẽ thêm vào CSS cho nó. Và CSS cho nó với thuộc tính font size tôi cho là 20 pixel. Thẻ A, CSS cho nó với cái màu thành là màu đỏ. Rồi, tôi lại đây. Refresh lại. Qua lại đây, tiếp tục refresh lại. Chúng ta xem ha. Đây, những cái thẻ A nè. Các bạn thấy ngay cái phần tiêu đề là chúng ta thấy rồi cái sự khác biệt của nó. Kiểm tra nè, thẻ A của chúng ta nè. Font size các bạn thấy nè, 20 pixel lận. Và cái màu đây nè, cái màu là màu đỏ nè. Do cái thằng này là nó vừa dính ở trong cái tập tin CSS nữa. Tôi xóa trong cái phần CSS của chúng ta đi ha. Đây nè. Tôi xóa cái thằng này đi. CSS này thì các bạn đã hiểu rồi ha. Bây giờ tôi qua lại đây. Reload lại extension, qua lại đây, refresh lại. Đây để xem nè, đó các bạn thấy không? Kiểm tra phần tử luôn. Đây. Font size là 20 và color là red. Chính là do gì? Chúng là do chúng ta viết trong cái tập tin content này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong yêu cầu của extension đầu tiên. Yêu cầu nó là gì? Là thay đổi font size của thẻ A, là làm cho thẻ A của chúng ta có một cái màu khác. Và với cái phần hướng dẫn của tôi như thế này là tôi nghĩ rằng các bạn đã có rất là nhiều ý tưởng để chúng ta có thể làm nhiều cái việc khác hay ho hơn. Bởi vì các bạn thấy là gì, đây chỉ là một chút xíu cái kiến thức về security tôi áp dụng vào thôi. Đương nhiên là chúng ta có thể áp dụng nhiều hơn thế để chúng ta xử lý nhiều cái yêu cầu khác, tùy thuộc vào cái ý tưởng của chúng ta. Chúng ta có những cái ý tưởng gì thì chúng ta cứ đưa vào để chúng ta xử lý nó mà thôi. Như vậy thì tôi cũng kết thúc cái việc xây dựng extension đầu tiên tại đây. Extension đầu tiên chúng ta làm về trên font size. Chúng ta đã học được cách chúng ta khai báo một cái extension, cách chúng ta xây dựng nội dung cho tập tin manifest, cách chúng ta khai báo những cái phần tử như là content, script, max, css, js, cách nhúng thư viện jQuery, rồi cách tương tác với một cái trang nào đó. Và hoàn toàn các bạn thấy các nội dung này nó đã giúp cho chúng ta có một cái nền về việc xây dựng extension đối với cái thằng Rome. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp nhau trong những cái project tiếp trong khóa học này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.